cơm người ta chủ yếu là nhậu cơm nước gì. Ngon. Ngon quá cả. Nói chuyện nó có chuyện như là trời rồi. Trời nắng là thấy mặt trời vậy. Chuyện em làm không ngon sao được. Ồ, cái em canh giống cá nục quá vậy con. Dạ. Cá nục nấu bí xanh. Ồ, wow. Không ngon không lấy tiền. Ai kỳ ở đóng cửa. Dạ, món này là chú Giang nấu. Nó chú Giang nấu hả? Rồi. Đây là cá chuồng chiên củ nén. Rồi. Cá chuồng chiên củ nén á. Cá chuồng chen chiên củ nén. Chiên củ nén. Ôi sao món nào cũng ngon hết, giờ không biết ăn món nào luôn á. Này, thử miếng canh nha. Thử miếng canh cho biết với đời nha. Dạ. Cho thêm ớt đi con ơi. Cho chú ớt nhiều vào. Rồi, thank you. Này, vô đây luôn. Nấu bí đào ngon quá à. À, không bị tanh nha bà con à, hay vậy. Cái này mà không có cái này là xe bét. Hai mình có trước, mấy đứa nhỏ cắt sao. Rồi. Này. Cắt quá này vậy. Thôi, mấy đứa nhỏ tự lấy cam cắt. Không có người cắt. Không, cam có đứa. Anh Giang vẫn chưa hiểu. Này, này. Ai có cam dùng cam, ai có chanh dùng chanh, ai có bưởi thì dùng bưởi. Sao thấy canh sao? Cho thêm miếng nữa. Ăn thử canh đi bánh bèo. Ăn thử anh Giang nấu rồi ngon không Hoàng Anh? Đúng. Ý anh nói vậy đó, có ngon có không ngon thì cũng đừng nói để quán anh đóng cửa. Rồi chấm miếng nước mắm cá linh, mắm nhĩ cá linh nữa. Ồ á. Đỉnh. Nó cái chàng ở quê luôn á. Đó, nhỏ xí à. Quán của Trường Giang là có cái món cá nục nước thu bánh tráng. Bá cháy bò chét. Hả? Ngon à. Không, cá nục nhỏ nó ngọt lắm. Đúng rồi. Nói chung là Trường Giang mà rủ một cái là đến liền. Bỏ công bỏ chuyện luôn, chiều nay bỏ ba cuộc họp. Tới ăn cơm là sao? À, ít khi nào được ăn mấy món ngon rồi lắm. Nó nghiêm túc luôn á. Ăn cái này nè. Đúng rồi. Lòng sông nghệ. Lòng sông nghệ. Dạ lòng heo anh. Anh trên giống như mới đẻ hôm qua vậy ha. Thực sự ăn rất nhiều nơi về gỏi gà nhưng mà chưa thấy gỏi gà nào ngon trần chỗ Trần Giang làm. Thôi ăn ít cơm luôn con. Mập bây giờ mập là bị đuổi nha. Để bụng uống bia. Mập là bị đuổi nha. Đúng chính xác. Rồi qua thử cái này chút xíu nào. Ôi món những cái món mà trong một chưa bao giờ được ăn luôn. Trời cá ơi. Chuồng. Từng cá chuồng mà bà mới nói cá trê hả? Hai con không liên quan luôn á. Ăn đi đừng hỏi. Củ nén đó. Ăn thử đi. Ủa cái vị nó ngon quá. Hả? Người Bắc gọi là hành tâm á. Nói chung gọi là củ nén.
Tôi chung gọi là củ nén, người Bắc gọi là hành tâm. Rồi kẹp miếng cơm cho nè, kẹp miếng cơm cho nè. Trời ơi, cái thịt nó thơm. Ok không? Đây đưa anh ra anh vẽ cho một miếng nè. Sợ chán quá. Hả? Chắc phải có cái gì nó cắt cái này ra nè. Nhìn cái đầu nó ha. Có hai cái cánh. Đúng rồi, cá này nó bay trên mặt nước luôn mà. Ừ, cá này nó bay mà. Ủa, mấy đứa này mới đẻ hôm qua hả? Mới đẻ chung với anh Sơn kìa. Cảm ơn anh. Ghẹo hoài. Cá chuồng, cá chuồng. Ăn cái trứng cá chuồng rất là ngon. Ồ, ôi dồi ôi, bánh ra nữa. Nhét củ nén bên trong đúng không? Nè, quệ bánh tàu. Trời ơi, tự nhiên quệ bánh tàu miếng bự quá trời. Ủa quệ bánh tàu bữa ai đặt vậy ta? Anh đặt. Ủa anh đặt hả? À? Anh đã nhớ là anh Giang đặt. Không, anh đặt là quệ rỉ á. Quệ rỉ á. Bánh tàu. Anh đặt là quệ bánh tàu. Là dở mà hổng hiếu hả? Thơm dám ăn. À chấm nước mắm mà, nước mắm chua ngọt à. Ủa chúng ta lấy lộn đũa của con bé Hiền luôn rồi. Đây nước mắm anh Giang làm nè. Dạ. Lấy bia được không? Đó. Quán ăn được quá ha. Quán anh hay quán quanh? Quán anh. Ăn được hả? Ui tẩm nước mắm tỏi. À. Chết chưa, xỉu xỉu xỉu. Ngon hơn. Ồ, cái món này xuất sắc quá Giang ơi. Hả? Kẹp miếng cơm không? Kẹp miếng cơm đi chứ hả? Không hả? Giảm cân hả? Thấy thương hả? Càng giảm càng mập. Ăn miếng xoài gầm nữa. Cơm nó ngon lắm á anh Châu. Cơm không mà cho nè. Cơm anh. À. Anh kẹp miếng dưa gan vô nữa. Giống như cơm gà ở Hậu Quảng là hồi nào Hội An á. Đó, kẹp miếng dưa gan vô nữa. Chắc là không biết chỗ đó cái nào là dưa gan đâu ha. Chỉ giùm anh cái mấy đứa. Người ta mới ra đời mà mất cười quá. Cái tưởng trong này. Còn dưa gan ăn rồi. À hả? Dưa gan hả? Sao giống dưa chua vậy? Đó, đầu tiên ăn được dưa chua nên anh mới ăn đó. Mày dưa gan. Ồ, hay gì ta? Hay là kẹp miếng cơm cho nó đã. Nó mới cái mềm, nó mới mềm cái miệng được. Lần đầu tiên ăn luôn á. Dạ hả? Ăn cái dưa gan mà giống như dưa chua á. Dạ hả? Ồ, hay gì ta? Hay sao phải. Đẹp, anh để nó không cần đẹp nhưng mà mấy đứa làm bia thì phải đẹp. Đúng rồi, mặt tiền mà. Trời, giao gọi là giao thôi gì đó. Quan hệ công chúng. Đúng rồi. Bia nó gọi là quan hệ công chúng đó. Gọi là public relationship. Đúng rồi. Ừ. Mà không đẹp. Không đẹp thì về làm edit hậu kỳ. Đúng rồi. Behind the scene. Đúng rồi. Cũng không được behind the scene nữa. Behind the scene dẫn lên hình nha. Britain House rồi đó. Đúng không? Bot đó. Post. Còn anh Giang quan hệ công chúng với anh Giang lấy đấy. Bớt mời nhau lại với chứ. Con bé chưa được ăn luôn á hả? Dạ thôi tạm biệt quý khán giả đi. Chồng bé ăn chứ thấy thương quá. Ha ha ha.